Đó, chào các bạn. Đây chúng ta cùng nhau vào rừng đổ củi nha. Cái củi đã lâu lắm rồi không vào rừng chặt củi, nay vào chặt rừng chặt củi chút nào. Tuổi thơ của mình là ngày nào cũng vào rừng lấy củi đấy, được đi lấy củi về là bố mẹ khen lắm, bố mẹ rất là vui. Và đây là lâu lắm rồi không vào rừng, mặc dù là sống ở trong rừng núi lâu lắm mới chặt củi. Dao mình hơi cùn chút. Nên lấy mình lấy cây này về làm gì không? Này về làm cán cuốc cán sẻ. Xin phép nha, xin phép thần cây nha. Để xin lấy cây. Nhiều người đấy rừng lấy củi chặt cây là không biết chặt là đây đổ vào nhiều đấy. Đó, có nhiều lần có những lần nó người bị tai nạn hết rồi. Cảnh vào rừng lấy củi này là nhiều nơi là dân người ta vẫn là đi lấy củi về để bán ấy. Đây mình làm cán cuốc cán sẻ, đây không cần dài. Dao phải cùng làm cán cuốc cán sẻ nó cứng cứng. Cái này là cán cuốc nha, to hay là cán cuốc thôi đấy. Thì xe ba chặt cây này nữa để làm cán sẻ. Này quá, để hai cây gần nhau luôn. Ký ức tuổi thơ của mình là ngày nào cũng là rừng lấy củi, sáng đi học chiều đi rừng lấy củi. Từ ngày có điện rồi, nồi cơm điện rồi, không biết bươn biết củi rồi.
Vừa có chặt hai cây và mệt hết cả người. Và người ta nói là các vị biết mệt nhất là làm gì mệt nhất không? Nó là nhất thổ nhì mộc. Mộc là liên quan đến cây que này, cưa bổ củi nên lắm. Cho bạn xem cảnh núi đường đây chút. Đây bên cạnh có hoa mắc nát này đẹp. Thì kinh là gì mình chả biết. Đây nữa. Rồi bên kia là ruộng rẫy ngô của đồng bào. Họ thu hết rồi. Chỗ bằng bằng như là cái ruộng ruộng nghệ. Vàng vàng như ruộng nghệ gần chín rồi đấy. Ai, rừng núi á, xung xuê. Rồi. Mình phải đi tìm một cây nữa chứ đủ đâu. Mình nha. Ngồi lên rồi phát là trời sáng hẳn. Rồi, mà mưa xa xa kia là ngọn núi xa lạ. Trời gần tối rồi. Chắc là không còn rồi. Rồi, mình xin dừng phép thôi. Xin phép dừng đây thôi. Chắc là về thôi, tối rồi.